mừng cả nhà trở lại với video tiếp theo của kênh Trải nghiệm Đó Đây TV. Thì tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp cho nên là đi câu dịch vụ nó cũng không có được. Thì hôm nay sẵn đây mình ngồi ở nhà mình theo yêu cầu anh em thì mình chia sẻ cho anh em là một cái bài mồi đơn giản dễ làm mà câu được nhiều loại cá. Trong đó là kể đầu tiên là câu thiên nhiên và dịch vụ nha. Thì mình kể thiên nhiên trước. Thì cá lăng nè. Cá trèn, cá leo, cá ba sa, cá trê, tất cả các loại cá da trơn là hầu như nó ăn là đều giống nhau các bạn. Thậm chí là câu ếch thì bây giờ mình sẽ chia sẻ và mình phân ra từng loại cá và từng cái cách đánh của nó khác nhau ở cái địa điểm khác nhau. Đó thì nguyên liệu á thì mình cũng không có gì đâu các bạn, chỉ đơn giản là con cá nục á, thì các bạn mua con cá nục nhỏ, tại vì mình mua con lớn này về để mình ăn đó các bạn, chứ các bạn mua cái con nhỏ nhỏ bằng ngón tay nè, cá nục á nhỏ nhỏ bằng ngón tay thì về các bạn cắt nó ra nó sẽ dễ câu hơn. Thì mình tính để cho các bạn dễ tính thôi, thì mình cứ tính đơn vị bằng ký thì nó sẽ ra cái trọng lượng, thì mất các bạn câu các bạn có thể mua 2 lạng thì những cái tỷ lệ khác các bạn sẽ giảm lại. Đó là nguyên liệu mình chuẩn bị. Cam tanh, dầu chuối, vani. Thì cái này không phải là mình chọn chung lợi đâu nha các bạn. Đó thì không phải là mấy cái này mình chọn lộn lại nhau đâu các bạn. Trước tiên mình nói về cái cách câu con cá lăng trước đi. Cái tập tính với lại cái địa điểm ở của nó trước, rồi sau đó mình mới nói tới mồi câu để cho các bạn câu nó được hiệu quả hơn. Thông thường á, các bạn muốn câu con cá lăng á thì cái giờ ăn của nó là vào cái mờ mờ sáng, từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng, đó là cái giờ ăn của nó buổi sáng. Còn buổi chiều á là nó ăn từ phần đông á là nó ăn về đêm, thì nó ăn khoảng cỡ từ 5 giờ chiều đến khoảng cỡ 7 giờ đêm là nó ngưng. Rồi từ 9 giờ nó ăn đến 11 giờ là nó ngưng. Đó là những cái giờ mà mình đi câu mà mình thấy nó thường ăn vào những cái giờ đó. Còn cái tạp tính với lại cái địa điểm ở của nó, ví dụ cái dòng sông nó chảy á thì nó có cái eo gọi là cái vịnh á, thì nước nó cứ xoắn 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 vậy nè. Thì những cái loại cá ở thiên nhiên giống như những cái loại da trơn á, như con cá lăng thì nó ăn ở vùng nước chảy. Thì nước nó cứ xoáy 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 về thì cá nó tập trung ở cái điểm nước xoáy đó, tập trung ở một cái vịnh nó nước xoáy rất là nhiều. Là tại sao nó ở đó? Tại vì nước nó cứ xoáy vậy nè, nó không có phải chảy đi mà nó cứ xoáy á, thì những cái tạp chất nè, côn trùng, tất cả các thứ nó đều xoáy về ở cái dòng xoáy đó. Thì những con cá ở thiên nhiên nó sẽ tập trung ở những cái điểm mà nước xoáy 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 để chi, trong cái đó nó có nhiều thức ăn, nhiều mồi ăn, thì cái tạp tính, cái bản chất con cá nó sẽ tập trung ở chỗ nơi đó rất là nhiều. Đó là chính là con cá lăng. Thì các bạn muốn câu nó, về con cá lăng á thì các bạn không cần ướp gì hết, mà cái con cá nục mà các bạn mua bằng ngón tay nè, ngón tay cái trên cái á, về các bạn cắt khoanh nó ra, sau đó các bạn đem ra nắng á, rồi các bạn phơi nó, cắt cả ruột luôn, đem nắng phơi khoảng cỡ 2 tiếng thì các bạn cho vô bịch, các bạn xách đi câu được rồi, không cần nó quá thúi. Bị gì con cá nục này á, cái độ tanh của nó rất là nhiều. Cái hai á là cái độ mình phơi á chừng khoảng cỡ 2 tiếng thì nó mới vừa ương lên thôi, nó kiểu dạng nó mới mùi nó ương ương thôi, thì các bạn đem các bạn móc vô các bạn câu được rồi. Thì đó là con cá lăng. Rồi bây giờ là mình nói tiếp theo á là về câu con cá tra với con cá ba sa. Cá ba sa với con cá tra thì nó cùng họ, nó ăn cũng giống nhau. Phần đông cá da trơn đều ăn giống nhau, nhưng cách câu nó sẽ khác nhau ở một chút. Về cái con cá tra với con cá ba sa, nếu các bạn muốn đánh với cám thì các bạn dùng cái con cá nục này. Các bạn lấy cái phần đuôi, phần đầu, thậm chí là phần mình luôn, với ruột của nó tất đặt các bạn xay ra, các bạn chọn với cám. Nếu các bạn muốn đánh với cám thì các bạn chọn một loại cám tanh bất kỳ, hoặc là những cái loại cám tanh mà trước đây các bạn hay đánh. Thì đơn vị mình tính cho nó dễ tính. Trong một ký cám thì các bạn trộn khoảng cỡ 2 lạng cá xay, các bạn cho vô cái cối xay thịt, các bạn xay nhuyễn ra. 2 lạng cá xay một ký cám, 2 lạng cá xay, các bạn cho mình đó là một ống dầu chuối. Dầu chuối nè, cái loại dầu chuối này để người ta nấu chè các bạn. Một ống dầu chuối, một ống vani, cho một ký cám cám tanh nha các bạn. Đó là đánh con cá tra với con cá ba sa.
Còn về vấn đề mà câu ếch cũng vậy. Câu ếch á, thì các bạn mua cá nục bằng ngón tay, các bạn cắt khoanh 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 giống như trước đây người ta câu á, là người ta câu bằng bằng ốc, bằng lươn. Thì con ếch nó cũng ăn, nhưng mà nó cái độ nhạy nó không bao giờ giờ bằng cái con cá nục, tại vì mình đã đi câu thử rồi. Thì giờ đơn vị mình tính như vậy đi, mình cũng vẫn tính 1 ký cá nục các bạn cắt ra nó khoảng cỡ chừng 50-60 khoanh gì để đủ cho các bạn câu. Số còn lại á, là các bạn xay nó đi. Đó, ví dụ như là các bạn mua, nói vậy cho nó như các bạn dễ tính, nửa ký thôi, nhiều quá các bạn rối. Mua nửa ký cá nục thôi, thì các bạn cắt ra một số khoanh để các bạn đủ móc câu. Còn số còn lại đầu đuôi với ruột á, là các bạn xay ra. Xay hết ra rồi á, thì cái dầu chuối này nè, các bạn cho mình nó là 2 ống, 2 ống dầu chuối, 2 ống vani, vani loại nấu chè nha các bạn, 2 ống vani. Các bạn mới trộn chung hết lại những cái số mà các bạn xay, trộn chung vô cái những cái mồi các bạn móc, cộng với 2 cái dầu chuối vani này, các bạn trộn đều nó lên hết. Xong các bạn mang ra ngoài nắng các bạn phơi, phơi cả khoảng 2 tiếng thì các bạn đi móc các bạn câu ếch. Đó là cái cách câu ếch. Rồi bây giờ là mình quay lại mình nói cái cách câu con cá trê. Thiên nhiên á, thì con cá trê á, nó cũng ăn giống như con cá lăng lúc đầu mình chia sẻ, nhưng ngược lại đánh dịch vụ thì các bạn cắt khoanh nó ra, các bạn cũng cắt khoanh nó ra nhỏ 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 để các bạn vừa móc câu á, các bạn cắt khoanh nó ra. Số còn lại đầu á, là nó xương với đuôi, xương với lại cái ruột của nó, thì các bạn xay hết lại, các bạn trộn vô cám, các bạn xả ổ, tại vì câu con cá trê dịch vụ thì các bạn nên xả ổ, các bạn câu trộn chung với cám là ruột cá nè, đuôi cá, đầu cá, các bạn xay nhuyễn ra trộn chung với cám bạn xả. Sau đó các bạn câu bằng mồi khoanh của cá đó, cái con cá nục các bạn mua bằng ngón tay thôi, tại vì mình mua ở đây là để mình ăn chứ không phải là mình làm để đi câu, cho nên nó là mua con cá nó bự, nhưng mà để đây là để diễn đạt cho các bạn hiểu thôi. Thì các bạn xả lỗ, các bạn câu ở ngoài, câu con cá chê ngoài thiên nhiên mà các bạn câu ở ở cái bãi nào nó sình hơi nhiều một chút, mà nó ở phần lại con cá chê nó hay ăn ở ở những cái điểm đó, chứ các bạn đừng có quăng ra ngoài sông. Tập tính những cái con cá đồng, cá sông á, thì nó đều á, là hay vô bờ để nó ăn, cho nên chính vào cái thời điểm mà các bạn thường câu được nó, thì vào cái giờ trưa á, là các bạn không bao giờ câu được, các bạn phải câu nó vào sáng sớm và buổi chiều. Chứ còn nếu các bạn đi mà tầm 10 giờ trưa rồi đến 3-4 giờ chiều các bạn về, thì các bạn đi câu mấy cái loại cá da trơn như mấy con cá mà nãy giờ mình kể, thì các bạn phần đông là các bạn mớm là hơi bị nhiều. Nó ăn thì nếu con cá tra, con cá ba sa mà ở ngoài thiên nhiên cũng vậy, nó ăn là nó cũng ăn ở tầm giờ chiều, từ 3 giờ 4 giờ trở đi thì nó mới ăn. Chứ còn mà giữa trưa nắng ở ngoài sông nó không bao giờ nó ăn đâu bạn, tại vì cái tập tính thiên nhiên của con cá là nó chờ đêm xuống yên tĩnh thì lúc đó nó vô bờ nó ăn, phần đông con cá nào nó cũng ăn trong bờ. Cho nên các bạn cũng không có đánh sông, các bạn cũng không có đừng có chú tâm là các bạn đánh ra giữa sông, nước nó chảy ở mầm người đó thì cá nó cũng ít khi nó ăn, cái hai là nó trôi mồi các bạn. Các bạn nên tìm mấy cái vịnh, những cái dòng nước xoáy, thì những cái con cá lăng hay những con cá khác nó đều hay tập trung ở những cái điểm đó, trừ những con cá trắng thì nó ở trong bờ, chứ nó ra ngoài nước chảy lớn quá thì nó chịu không nổi. Đó thì một số là chia sẻ của mình. Còn về cái cách câu á, thì thiên nhiên với lại dịch vụ á, là mình cũng chia sẻ rõ với các bạn nó là như vậy để các bạn tìm hiểu, mà các bạn cũng đừng có xem rồi lướt qua rồi các bạn không có hiểu được chi tiết từng loại cá, rồi các bạn lại comment các bạn hỏi nhầm khi mình trả lời không kịp á, thì mình sợ các bạn buồn đó. Còn câu thiên nhiên á, thì nó là như vậy chứ không phải là lúc nào các bạn câu cũng có cá. Thật sự trong cái loại mồi này á, là rất nhiều con cá nó ăn lắm. Còn về vấn đề con cá leo với con cá tràng, thì về phương pháp câu này á, về con cá nục này á, các bạn có thể là câu câu giăng vẫn được nè. Đó rồi các bạn móc thẻo, các bạn câu bình thường giống như các bạn đi câu thiên nhiên bình thường, các bạn móc câu cũng được, câu giăng cũng được, câu treo. Thì nói câu treo thì chắc một số anh em mà ở sông thì hay biết rồi, cứ hay kiếm mấy cái nhánh cây mà nó lồng thòng ở mặt nước thì ta nối cái cục mồi xuống ta để ta câu thôi. Câu treo thì mấy con cá mà cá tràng leo á, gọi là cá leo á, cá tràng leo thì nó cũng hay ăn ở trên mặt nước, mà nó ăn cái mồi lúc lắc á, thì nó ăn mồi chạy nó ăn. Đó thì mình là chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà mình đi câu thôi. Còn nếu các bạn mà thấy nó có những cái kinh nghiệm khác mà hay hơn thì nhớ chia sẻ lại với Hải để Hải học hỏi thêm.
Tại vì ở trong cuộc sống này thì cũng không ai biết từ bụng mẹ biết ra đâu các bạn, thì cũng học hỏi lẫn nhau và đi câu nhiều thì mình đưa ra cái bài kinh nghiệm thôi. Đó, còn lại thì cái mồi cá tra các bạn kêu mình chia sẻ hiện bây giờ, cá tra mà dịch vụ nó ăn cũng rất là phức tạp, người ta đánh cháo động vật đồ này nọ, còn cám người ta phối hợp nó cũng phải là 7 8 loại, cho nên chính vì vậy thì mình cũng cũng không dám chia sẻ các bạn, tại vì con cá tra có ngày nó ăn có ngày nó không, cho nên là nó cũng rất là khó câu. Thì thôi bây giờ là mình ở đây mình chỉ chia sẻ cái bài mồi tổng hợp để cho các bạn đánh thiên nhiên trải nghiệm vào cái mùa dịch này, chứ còn cá tra mà để hầu dịch vụ thì các bạn cũng biết rồi, giờ đi đánh cá tra các bạn mang theo cả giỏ mồi hàng hàng triệu hàng chục triệu, nếu đi đánh giải thì các bạn phải mang theo hàng chục triệu mà các bạn mới đủ mua mồi đánh với người ta. Chính chỗ đó thì Hải cũng ít có chia sẻ cái bài mồi cá tra, chỉ có chia sẻ những cái bài mà các bạn đánh thiên nhiên hay là đánh cá thịt chơi bậy bạ thì là được. Đó thì qua một số kinh nghiệm thì mình cũng chia sẻ các bạn vậy, nếu các bạn có những cái kinh nghiệm nào hay hơn thì chia sẻ lại với Hải để Hải học hỏi thêm. Với lại cái nữa đừng có kêu Hải à, sư phụ, mình cũng chẳng làm thầy gì ai đâu, mình chỉ chia sẻ hết hết lòng những cái gì mà mình đi câu mà con cá nó ăn mà gọi là tính chất là tương đối hiệu quả thì mình chia sẻ với anh em thôi, chứ còn ai đi câu mà chả bị mớm, không ai dám nói mình là tôi đi câu mà không bao giờ bị mớm hết mấy bạn. Thì mình cũng chia sẻ ngắn cái video vậy để cho các bạn xem và tham khảo. Mà các bạn nhớ là đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm like bấm share để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau.